Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Truyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 4 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. chương 10 Rực rỡ Tính cách của tiêu lẫm khiêm tốn không kiêu càng ngạo mạn Cho nên bữa tiệc sinh nhật của anh ta chẳng có quá nhiều sự thú vị Sau khi ca cơ lên sân khấu biểu diễn điệu múa xong Chỉ còn lại các đại thần trò chuyện cùng nhau Ngay lúc này có một người đàn ông cười sang sảng đi tới Hắn ta đội ngọc quan Mặc trang phục y trắng bên hông đeo một miếng ngọc trong suốt sinh nhật lục đệ buồn vương tới muộn mong lục đệ chưa có trách y tùy cười nhưng trong mắt lại lạnh như băng tiêu lấm ngồi ở vị trí chủ tọa sắc mặt vốn ôn hòa nhìn thấy anh ta thì lại lạnh đi mấy phần y đứng dậy tứ ca thì ra chính là triệu vương Tô Tô lặng lẽ quan sát vị triệu vương này Y đi tới hơi chấn choáng Có một màu xanh đen nồng ở dưới đáy mắt Ánh mắt sắc bén Vừa nhìn là biết Đây không phải là người dễ sống chung Thân phận của triệu vương cũng không hề bình thường chút nào Mẫu thân của Y lại là vị quý phi Được hoàng đế sủng ái nhất Thế lực mẫu tộc quý phi cũng rất mạnh Việc tranh giành ngôi vị hoàng đế tương lai Y chính là đối thủ lớn nhất của tiêu lắm Triệu vương tiêu thận ngồi xuống một vị trí chủ khác Y hiếp đôi mắt lại Ánh mắt dừng ở trên người Diệp băng thường Thường chắc vì Nhiều ngày rồi không gặp Tại sao lại càng yếu ớt đáng thương như vậy Khuôn mặt nhỏ tái nhợt này Thực sự là làm cho người ta thêm yêu thương Vậy lẽ nào Lục đệ đối xử với muội không tốt Anh ta vừa nói vừa cười Nhưng ánh mắt không hề có ý tốt đẹp Mà chỉ dừng nơi cổ áo của Diệp băng thường Diệp băng thường không được tự nhiên Rời ánh mắt đi Trên khuôn mặt nhột nhạt lộ ra vẻ không vui Nàng ta vẫn theo lễ nghĩa Đầy đủ đứng dậy hành lễ Mong triệu vương điện hạ Chớ treo đùa thần thiếp Triệu vương nhuấn môi Đôi mắt như chim ưng vẫn nhìn trọng trọc vào diệp băng thường Tiêu lẫm sầm mặt xuống Đặt mạnh chén rượu xuống bàn Tứ ca Việc nhà của bổn vương không nhọc tứ ca lo lắng Triệu vương chép chép miệng Thấy nhân vật thần tiên tiêu lẫm tức giận Thì lại không dám tiếp tục gây sự nữa Vị lục đệ này tính tình rộng rãi Nhưng mà không chọc vào thì còn tốt Thực sự chọc vào rồi Người thiệt chỉ có mình thôi Y rời ánh mắt đi Nghĩ đến gì đó Sau đó hào hứng nhìn về phía bên Diệp ra Diệp tam cô nương cũng ở chỗ này sao Triệu vương nhìn thấy Tô Tô trong mắt hiện rõ về hứng thú ấn tượng của y về vị tam tiểu thư này vẫn còn rất rõ đó là một cô gái nhỏ rất đanh đá ngang ngược tầm địa rắn rết nhưng ngày hôm nay vị diệp tam cô nương này giữa mày điểm bông hoa đỏ thắm lại có một loại phong tình rất đặc biệt nếu nói diệp đại tiểu thư là đóa hoa sen nở rộ xinh đẹp vị tam tiểu thư này chính là một nụ thuộc dược e ấp mới nở một thiếu nữ vừa có nét trưởng thành lại vừa có nét người thơ quyến rũ Hai vị cô nương diệp ra Mỗi người một vẻ Tô Tô không ngờ Mình đang ăn dưa say xưa Thì vị triệu vương này lại quay sang chú ý tới mình Ánh mắt của y dính nhớp Làm cho người ta cảm thấy không thoải mái Nhưng nàng vẫn rất bình thản Đáp lại triệu vương Thần nữ Vẫn an triệu vương điện hạ Ngay sau đó Nàng rất ác ý trốn ra sau lưng đàm đại tấn Lên đi kìa Tên ma đầu xấu xa lên đối mặt với triệu vương đi đàm đài tấn ngạc nhiên nhìn thiếu nữ phía sau mình nàng lại đang nghiêm trang nhìn lại gã ánh mắt đàm đài tấn đầy vẻ khó hiểu liếc nàng một cái thay nàng đối mặt với ánh mắt của triệu vương triệu vương lại cười quỷ quyệt chất tử đã lâu rồi không gặp cuộc sống ở phủ tướng quân có tốt hơn lãnh cung hay không Tô Tô lại cảm thấy gái triệu vương này chẳng khác gì con cua đi ngang. Không chỉ là háo sắc mà còn rất ác ý. Bắt được ai thì đều phải nói móc vài câu mới chịu. Từ lúc y xuất hiện tại bữa tiệc, toàn bộ bầu không khí đều đã thay đổi. Đàm Đại Tấn nói. Cảm ơn triệu vương đã quan tâm. Phụ tướng quân rất tốt. <laughs> Vậy thì tốt rồi. Làm bổn vương cứ lo lắng cho người bạn chơi từ lúc còn nhỏ của mình đó triệu vương mở áo choàng ra hai chân hơi dạng ra thần sắc lộ rõ ý khinh miệt trầm biếm đàm đại tấn vẻ mặt không biểu cảm gật đầu kính một chén rượu với triệu vương triệu vương nhướng mày tỏ ra vẻ khá bất ngờ Gã chất tử tù binh ti tiện này trước kia đã từng chui qua háng của mình khi hắn chui qua bàn tay nắm chặt bùn đất gần sang người trên mu bàn tay nổi phồng cả lên hiện giờ y ám chỉ chuyện này hòng làm nhục chất tử phản ứng của đàm đại tấn lại vô cùng bình tĩnh thú vị đó tô tô nghe như vậy tim bất giác lại thiết chặt nàng nhớ lần trước mama trong cung đã có nói các hoàng tử dường như thích trò đùa bỡn hạ nhục đàm đại tấn để tìm thú vui cho chính mình vậy triệu vương này đã từng làm gì với đàm đại tấn nàng không kìm nổi quay sang đàm đại tấn cố gắng muốn nhìn thấy được điều gì đó nơi gá nhưng chỉ nhìn được nửa bên mặt gầy gò của thiếu niên Lông mi dài của gái che khuất đôi mắt đen như mực. Thực sự là bình thản. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ của Yến Hội bởi vì triệu vương mà thực sự bị đông cứng. Một vị đại thần mập mạp lại cười nói. Thời gian trước, hạ quan vừa từ biên cảnh đại hạ trở về, mang theo rất nhiều thứ thú vị. Vậy không biết là hai vị vương gia cùng với các vị đại thần có hứng thú chiêm ngưỡng hay không? Triệu vương đổ người về phía trước rồi nói. Ồ lý đại nhân đừng có mà lấy mấy cái thứ tầm thường để lừa gạt bổn vương đó lấy ra xem lý đại nhân lại cười lớn hạ quan không dám ông ta vỗ tay hạ nhân nâng một vật hình vuông to lớn tiến vào nó bị bịt kín bằng vải lụa đen không nhìn rõ bên trong là gì lý đại nhân đi tới hất miếng vải lên bên trong lồng sắt là một con sư tử dũng mãnh đang nằm mọi người lại nhìn nhau Bà Nghi Trì nói Lý Đại Nhân Sư tử tuy không có thường thấy Nhưng không phải là thứ hiếm lạ gì Lý Đại Nhân đây là có ý gì Lý Đại Nhân lại cười híp mắt Các vị đừng có sốt ruột Trò hay vẫn ở phía sau Ông ta lấy trong người ra một hộp ngọc cỡ bằng bàn tay Mở nắp hộp ngọc Ném nó vào bên trong lồng sắt Tô Tô có một dự cảm không hay lắm nàng nhìn không chớp vào cái hộp đó. có một con ong to bằng móng tay bay ra khỏi cái hộp. đây chính là ong xích viêm, đừng có mà thấy nó nhỏ bé, chỉ riêng nó thôi, sư tử không phải là đối thủ của nó đâu. ông ta vừa dứt lời, còn sư tử cảnh giác đứng dậy, con ong toàn thân đỏ như lửa chui tọt vào trong tai sư tử. sư tử bắt đầu cáu kỉnh đụng vào lồng sắt. theo nụ cười tươi của lý đại nhân ngay sau đó sư tử run rẩy ngã xuống đầu của nó vỡ toạc ra máu bắn ra đầy đất mà con ong xích viêm khi trước to bằng ngón tay cái thì hiện giờ đã to thành nắm tay của người đàn ông cường tráng trưởng thành mọi người lại trợn mắt khó tin các nữ quyến mặt mày tái mét dùng khăn tay che đi đôi mắt dạ dày khó chịu tô tô bỗng lại buông đũa xuống nào có phải là thứ gì hiếm lạ ông xích viêm này rõ ràng là một yêu vật Tại sao yêu vật lại xuất hiện ở nhân gian được Quả nhiên Ngay sau đó Lý Đại Nhân vốn hòa nhá phúc hậu Bộ mặt trở nên vặn vẹo Các vị đã xem náo nhiệt đủ rồi Giờ an tâm xuống hoàng tuyền đi Ngay khoảnh khắc xảy ra biến cố Dưới chuồng sư tử Hàng chục con ông xích viêm bất ngờ lao tới Ông xích viêm lao về phía đám đông Tiếng là hét vang tới không dứt. Diệp đại tướng quân cũng biến đổi sắc mặt, rút bộ kiếm ra, bắt đầu chém vào đám ong xích viêm bay về phía mình. Ai nấy đều đã chứng kiến được sức mạnh của con ong đó, để nó chui vào cơ thể, làm sao có đường sống. Tiểu lấm phản ứng vẫn còn nhanh hơn, một kiếm chém trúng con ong xích viêm, quay lại ra lệnh. Bảo vệ chắc phi rồi đây. Diệp băng thường nắm lấy tay tiểu lấm, giọng run lên. Vương ra. Tiểu lẫm nói. Đi đi, Y kéo áo choàng trên người mình xuống Phủ lên trên người Diệp băng thường Đẩy nàng ta cho tị nữ Thủ hạ vội vã che trời Diệp băng thường rời đi Tô Tô cũng biết phiền phức lớn rồi Cứ tưởng rằng nhân gian thái bình Kết quả tham gia một bữa tiệc sinh nhật thôi Lại xuất hiện thứ không nên thấy Diệp đại tướng quân cho dù là võ công cao cường Nhưng mà dẫu sao cũng là người phàm Đã từng gặp phải ông xích viêm quái lạ hung tàn bao giờ đâu Ông xích viêm linh hoạt Diệp khiếu chống đỡ cực kỳ khó khăn trong viện tử, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Ông xích viêm phá tan cơ thể con người, trở nên càng lúc càng to lớn. Khi một con ông xích viêm sắp chui vào đầu Diệp Đại tướng quân, có một thanh kiếm sáng như tuyết chém nó thành hai. Diệp Khiếu quay đầu lại, thấy một đôi mắt xinh đẹp sắc bén. Tịch, tịch vũ. Tô Tô không lo được người cha tướng quân sẽ nghĩ thế nào về mình, cổ tay nàng chuyển một cái, kéo một đường kiếm đưa lên trước ngang người. Cha, chúng ta phải chạy nhanh Chờ ong xích viêm càng lúc càng lớn Thì sẽ càng khó đối phó Trong lòng Diệp Khiếu trùng xuống Cũng mau chóng phân biệt nặng nhẹ Lùi ra phía bên ngoài cổng Thứ này Con người còn lâu mới có thể đối phó Chỉ tầm 10 con ong xích viêm sống tới Tổ tổ khó khăn lắm mới đâm chết được một con Vừa quay đầu đã nhìn thấy Diệp Tướng Quân Đi ra phía cổng lớn Nàng còn chưa kịp thở phào ra một hơi nhẹ nhóm Quay đầu trở lại Đã không thấy đàm đài tấn đầu nữa Trong lòng nàng hoảng hốt Nếu như gã xảy ra chuyện gì Nàng cũng khỏi cần phải sống nữa Tam giới đúng là tiêu tùng Chỉ một khoảnh khắc quay đầu đó Có một con ong xích viêm bay tới phía nàng Cổ tay bỗng nhiên bị người ta bắt lấy Tô Tô kinh ngạc kêu lên Đại sư huynh Tiêu lẫm nhíu mày không rõ tại sao Diệp tịch vụ lại gọi mình là đại sư huynh. người ngớ ra cái gì? đi mau. Tuy y không ưa gì Diệp Tam tiểu thư nhưng không thể nào thấy chết không cứu. Diều lẫm vùng kiếm khác hoàn toàn với tư thái khiêm tốn của y. Kiếm của y mang theo hàn quang sắc bén, nhẹ và thoáng, nhanh và lạnh. Ông Sách Viêm thấy không thể nào làm gì được y, không dám xông về phía y nữa. Ào ào thoát đi. Tô Tô đột ngột được Tiêu Lâm cứu, nàng vô cùng cảm động. Đại sư huynh chưa từng thay đổi nhá. Ám vệ của Vương phủ xuất hiện, tình hình đã dịu đi không ít, nhưng vẫn có ông xích viêm hấp thụ lực lượng của cơ thể con người càng dài và càng lớn. Tô Tô cầm lấy kiếm, cũng không có thời gian để lo cho bản thân, xông vào bên trong đám đông hỗn loạn nhốn nháo. Nàng vô cùng nôn nóng đàm đài tấn đang ở chỗ nào, gã đi đâu mất rồi? Không phải là xảy ra chuyện rồi chứ? trông thấy đằng trước có một người đàn ông đang bị một con ong xích viêm to như là một đứa trẻ sơ sinh chặn trong một góc tô tô không một chút nào nghĩ ngợi xoay người đâm tới kinh hồng kiếm quyết được nàng vận dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn con ong xích viễm bị nàng chém xuống cánh và đầu ngay lúc này tô tô mới nhận ra người suýt một chút nữa gặp nguy hiểm là ai người đàn ông đó ngỡ ngàng không tin nổi nhìn về phía nàng hóa ra chính là bà nghi chi bà nghi trì văn chương nổi bật nhưng lại không hề thiện võ gã lúng ta lúng túng nhìn tô tô mồm miệng trước này sắc bén đâm thọc người khác bây giờ lại lắp bà lắp bắp nói không nên lời người người hoa điền đẹp đẽ giữa trán của thiếu nữ giống như một đóa hoa úa nhưng mà đôi mắt với trong mắt đen trắng rõ ràng của nàng thì vẫn sáng rực và đẹp đến kinh khủng màu sắc đó vẫn vô cùng rực rỡ Tô Tô nghiêm mặt lại Bạn đại nhân Mau chạy trốn đi Nhìn chăm chăm vào nàng để làm gì Bộ trên mặt của nàng nở ra một đóa hoa hay sao Bà nghi chi biểu cảm hết sức phức tạp Xoay người định chạy đi Tô Tô lại giật tay áo của hắn ta Khoan đã Huynh có thấy đàm đầy tấn đâu không Chất tử sao Y nhìn xuống Thấy một gương mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đôi mắt tha thiết ngước lên nhìn mình. Thiếu nữ cầm kiếm, hai mắt sáng người bướng bỉnh. Trái tim của bà Nghi Trì lại trượt đập rất mạnh, đẩy ngón tay mềm mại của nàng ra, sau đó rời ánh mắt. Không nhìn thấy. Diệp băng thường được ám vệ bảo vệ, chạy về hướng bên trong vương phủ. Đoàn người băng qua núi giả, nhà hoàn đột nhiên lại hét lên. Diệp băng thường ngoái lại nhìn, thấy một con ong xích viêm từ bên trong cơ thể của nhà hoàn chui ra, Giữ tợn sông về phía mình Bọn thị vệ nôn nóng Thường chắc phi Sau đó Hắn vội vã che chắn Tiếc lại chưa gặp phải cái loại quái vật như vậy bao giờ Thân thủ hoàn toàn mất đi tác dụng Thị vệ trợn trừng con mắt Ông xích viêm đã xuyên qua cơ thể hắn Thấy ông xích viêm bay tới Có một đám thị vệ ngã xuống Ám vệ bảo vệ cho Diệp băng thường Cũng không biết tung tích Diệp băng thường bị vấp Ngã xuống dưới đất nàng ta vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng lẽ nào hôm nay mình sẽ phải chết trong sự tấn công của đám quái vật này sao con quái vật trước mắt này lại có thể to lớn bằng một nửa con người đã trưởng thành chỉ nhìn thôi nàng ta cũng đã sợ tới phát ngất diệp băng thường mặt mày tái nhợt lùi về phía sau ngay sau đó trước mặt nàng ta xuất hiện một vạt áo sắc đỏ tím diệp băng thường kinh ngạc ngẩng đầu vẫn còn chưa thấy rõ đó là ai trước mắt nàng ta đã tối sầm mất đi trì giác thiếu niên giơ tay lên bắt lấy con ong xích viêm khổng lồ ong xích viêm vừa rồi giết người bừa bãi bị gã nắm lấy xúc tu vậy mà lại hoảng sợ run rẩy đàm đại tấn nghiêng đầu lại cười một chút gã chậm rãi nói nhỏ giết ai cũng được nhưng người không nên giết chết nàng ấy bàn tay phải nứt nẻ của gã nắm chặt xúc tu của nó ông xích viêm chạm phải máu tươi nó kêu lên một thanh âm kỳ quái trong khoảnh khắc hóa ra một bãi chất lỏng tanh tưởi ý cười trên mặt đàm đài tấn biến mất lạnh nhạt nhìn chất lỏng màu lửa đỏ dưới đất gã xoay người nhẹ nhàng bế cô gái lên diệp băng thường dựa vào lồng ngực gầy gò của thiếu niên đàm đài tấn bế diệp băng thường đến bên cây liễu bên hồ đặt nàng xuống kéo tay phải mảnh khảnh của nàng ra bồi máu tươi của mình lên trên cổ tay của nàng Gã thông thả làm xong mọi chuyện Sau đó mới yên tâm quay lại Có lẽ gã trở về nhìn xem triệu vương còn ở đó hay không Chẳng phải là triệu vương còn có hoài niệm cảm giác ấm áp khi còn nhỏ hay sao Gã không ngại giúp vị điện hạ này ôn lại thâm tình trước đây một chút Mà diệp tịch vụ Gã thờ ơ suy nghĩ Trong tình hình như vậy Có lẽ nàng ta đã chết mất xác từ lâu rồi Đàm đại tấn đi qua đám đông đang hoảng loạn chạy trốn xưa gã cụp rũ mi mắt dáng vẻ nhốt nhát hiện tại đến lượt đám người cao quý kiêu ngạo này hoảng loạn và hèn nhát trốn chạy khắp nơi hắn thấy một quan viên đẩy phu nhân của mình về hướng ông xích viêm gã lại không kìm nổi bật tiếng cười chế nhạo có tác dụng gì đâu quả nhiên ông xích viêm giết chết vị phu nhân hoảng sợ đó xong chỉ chưa tới vài giây vị quan viên này cũng đã bị giết chết đàm đài tấn dựa vào cột nhà đỏ thẫm hờ hứng quan sát một mảnh địa ngục nhân gian mùi máu tươi lan tràn trong không khí làm cho gã sung sướng hít mắt mùi tanh nồng nặc chui vào bên trong phổi gã bị sặc ho khan cho hai tiếng độ cong nơi khóe miệng lại càng cao hơn nữa qua rừng cây đàm đài tấn nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi mặt mày như trích tiên vùng kiếm không biết mệt mỏi bảo vệ mọi người rời khỏi vương phủ chính là tuyên vương trong lòng đàm đại tấn xoay chuyển rất nhiều ý tưởng nhưng ngay sau đó nụ cười bên khóe môi của gã cứng đờ đàm đại tấn dù có thế nào cũng không thể nghĩ tới thiếu nữ mà gã cho rằng đã bị giết chết từ rất lâu rồi sẽ xuất hiện cách đó không xa tóc của nàng đã rơi tán loạn hòa điền giữa trán của nàng đã ủ rũ thậm chí có một vài dấu vết đỏ tươi ở trên khuôn mặt nhỏ rất kỳ lạ là nhìn nàng không hề có dáng vẻ thảm hại chút nào dù cho giữa đám đông đang nhốn nháo hoảng loạn liếc một cái là có thể nhận ra sự tồn tại của nàng thiếu nữ cầm kiếm lưỡi kiếm đón ánh sáng hàn quang sắc bén nàng đi đến đâu cứu người tới đó gã nghe thấy nàng vừa cứu người vừa nôn nóng nói người có nhìn thấy đàm đài tấn không người được cứu liên tục lắc đầu nàng cứu liên tiếp rất nhiều người hỏi rất nhiều người chỉ một câu hỏi mọi người đều xua tay đàm đài tấn lạnh lùng nhìn nàng nơi ngón tay gá chạm vào nàng lại lần nữa nâng lên cảm giác kỳ lạ vừa ngứa lại vừa đau thiếu niên hít thở dồn dập nhấc chân dẫm lên trên một con ong xích viêm đang giết chóc đi đi giết chết cô ta đàm đài tấn nói hết chương mười Chương 11 Thoát hiểm Ông xích viêm nằm ở dưới chân gã không dám dãy dụa Nó cảm nhận được một mùi máu từ trên người thiếu niên này, ẩn chứa sức mạnh khiến cho người ta thèm khát, nhưng lại mang đến một loại cảm giác áp bức đầy sự uy hiếp, khiến cho nó chỉ có thể phủ phục dưới đất. Hơn nữa, sợ hãi cực độ. Đàm đài tấn nhấc chân ra. Ông xích viêm xông về phía Tô Tô, Tô Tô dáng người nhẹ nhàng linh hoạt, giống như sức lực lại không đủ mạnh. Kiếm chém vào trên người ông xích viêm. Sát ngoài của chúng rất to và rất cứng. Phá ra một tiếng cạch rất rõ ràng. Nàng phải cố gắng hết sức, chém thêm vài phát kiếm nữa. Tô Tô không rõ tại sao ông xích viêm đang tấn công những người khác mà đột nhiên toàn bộ đã quay ngược lại, chỉ tấn công một mình nàng. Ông xích viêm hiện giờ đã không còn hình dạng như lúc ban đầu vừa mới thả ra nữa. Chúng giết không ít người rồi, thân hình to lớn cực kỳ đáng sợ, miệng sắc nhọn làm cho người ta phải sợ hãi. Một con nàng còn có thể gắng gượng và ứng phó được, nhưng đột nhiên năm sáu con bao vây tấn công nàng, Tô Tô bắt đầu hoảng loạn né tránh. Nếu như nàng có tiên thể, bấm quyết một cái thôi là có thể giải quyết đám quái vật này trong một cách nhanh và gọn lẹ nhất. Tiếc rằng hiện tại nàng đang bị trong thân xác của người phàm, chớp mắt một cái nguy hiểm sắp đầy giấy người mà trước đó đã được nàng cứu thấy nàng rơi vào cảnh nguy hiểm lại hoảng sợ bỏ chạy rất nhanh đàm đại tấn mắt híp lại đầy sự khinh thường đây là thế thái nóng lạnh lòng người xấu xa ý đồ của gã là tìm được vậy phẫn nộ trên mặt tô tô nhưng lại không thấy được gì hết áo trắng trắng như tuyết của thiếu nữ đã rơi xuống đất trên vạt váy của nàng đã dính đầy bùn đất nhưng đôi mắt của nàng vẫn trong suốt và sạch sẽ nàng thậm chí còn không nhìn những người đang chạy trốn đó chỉ chuyên tâm đối phó với quái vật trong mắt đàm đại tấn phủ kín một tầng âm u tại sao nàng ta không tức giận những kẻ phản bội đó không có đáng chết hay sao một cảm giác oán hận không thể nào không chế được dâng tới trong lòng từ lúc gã ôm diệp tịch vụ bị đụng vào đầu rời khỏi sao huyệt của bọn sơn tặc nàng đã thay đổi rất nhiều diệp tịch vụ trước kia tự cao tự đại tàn bạo và ngang ngược ai nấy đều căm ghét tận xương tủy nhưng người trước mắt này hoàn toàn khác biệt nàng giống như dòng nước chảy từ khe núi xuống nhẹ nhàng trong vắt chém không đứt đánh không vỡ nhìn nàng u ám trong cốt tủy bắt đầu gặm cắn xương cốt của gã làm cho gã run lên hiện tại nàng đã không còn giá trị lợi dụng nữa người phụ nữ ngồi xuân này lại muốn hạ kết xuân tầm trên người diệp băng thường đàm đài tấn lúc đó vốn định để cho diệp tịch vụ ở cùng với gã đàn ông óc đần người mập kia nhưng mà nghĩ tới thân phận của cô ta gã liền tự mình nuốt viên thuốc còn lại quả nhiên gã đã thoát ra khỏi hoàng cung một cách thuận lợi nếu như ngày đó không bị sơn tặc giết chết vậy thì là hôm nay đi con gái của diệp khiếu chết trong vương phủ không phải là một kết cục quá tốt hay sao đàm đài tấn nhìn mu bàn tay của mình gần xanh nổi gồ lên dữ tợn nhìn thấy rõ ràng huyết dịch đang tan chảy làm trái tim của gã bắt đầu phấn khích kiếm của Toto đã bị xác của ông xích viêm đánh rơi nàng cố gắng né tránh những đợt tấn công buộc lòng phải chạy vào bên trong sâu rừng rậm mục đích của nàng là sử dụng khoảng không giữa những cái cây, cây để ngăn cản cơ thể to lớn của ông xích viêm tiếc rằng chúng nó dũng mãnh không sợ chết đụng tới ảo ảo đánh đổ cây cối xông tới đàm đại tấn từ chỗ rẽ đi ra Gã lạnh lùng liếc nhìn về phía phương hướng mà nàng biến mất Bước ra ngoài vương phủ Tô Tô chỉ biết cắm đầu mà chạy Nàng không cần nhìn cũng biết Mình hiện giờ thảm đến mức nào Mấy con ong sức viêm khổng lồ đuổi sát theo phía sau Nàng không dám đưa lũ quái vật này về phía đông xác chết Đành phải chạy mau chóng về hướng khu rừng Thời điểm ong sức viêm to bằng móng tay cái Trông chúng rất đáng yêu Nhưng bất kể là thứ gì Khi chúng trở nên to lớn hơn Thì vô cùng dữ tợn và đáng sợ Đôi mắt của chúng giống như đèn lồng Ánh sáng đỏ sậm chuyển động bên trong Với cái miệng lồng trộm răng cưa sắc nhọn Cơ thể của Diệp tịch vụ mạnh mai Rất nhiều lần Tô Tô suýt một chút nữa vấp ngã xuống đất Nàng cắn chặt răng Không dám dừng lại một giây phút nào Nhưng chúng vẫn đuổi theo nàng không tha Tô Tô đã không còn kiếm Nàng tận dụng thân cây để luồn lách Né ra được một đòn tấn công Ngay sau đó có một con ong xích viêm xác định sẽ nát cơ thể của nàng tô tô thầm nhủ mình đúng là chết chắc đúng vào lúc này chiếc vòng tay trên cổ tay của nàng trượt lóe ra một tia sáng tiểu chủ nhân ong xích viêm bị định trụ tô tô kích động muốn khóc vòng ngọc may mắn nó xuất hiện kịp lúc nếu như chậm một chút nữa thôi vậy thì nàng đã đi đời nhà ma rồi Vòng Ngọc cũng vô cùng khiếp sợ Thế gian sao lại có loại yêu vật như vậy chứ Hơn thế nữa còn là một đám đuổi theo tiểu chủ nhân của nó Nó nói rất nhanh Ta đã tạm thời định trụ bọn chúng Tiểu chủ nhân mau chóng chạy đi Tô Tô cũng không nhiều lời Quay đầu chạy Vòng Ngọc chỉ huy Đằng trước có một cái hố Tiểu chủ nhân nhảy vào đó Dùng tuyết dày và lá rụng che mình lại che kín mùi Ông xích viêm có thị lực kém Thường tìm người bằng khứu giác Quả nhiên cách đó không xa có một cái hố Tô Tô không một chút nào do dự Nhảy vào bên trong Nàng cũng không quan tâm có lạnh hay không Có bẩn thỉu hay không Mau chóng dùng tuyết và cành lá khô che kín mình lại Vòng ngọc lại áy náy nói Xin lỗi tiêu chủ nhân Ta không thể nào dùng linh lực để giúp nàng giết chết chúng được Linh lực của nó không thể nào lãng phí Bằng không về sau không thể nào đưa Tô Tô quay trở về 500 năm sau Tô Tô vừa mau chóng vùi mình Lạc quan quanh nó Cảm ơn Vọng Ngọc Ta không sao Những con ong xích viêm kia bắt đầu đuổi theo với tốc độ chậm hơn Mất đi bóng dáng và mùi vị của nàng Chúng mất phương hướng Sau khi quay vòng vài vòng Chúng bay về phía xa Đã có bài học kinh nghiệm lần trước Tô Tô ngồi yên rất lâu, cho đến khi vòng ngọc nói Tiểu chủ nhân, chúng đi rồi Ngay lúc này, Tô Tô mới bới tuyết và lá ra, bò ra khỏi hố Chân tay của nàng vừa lạnh vừa cứng, thở phì phì Vòng ngọc chỉ thức tỉnh một lát, sau đó thu lại ánh sáng Một lần nữa tiến vào bên trong trạng thái ngủ đông Tuyết bám trên cổ nàng tan ra, Tô Tô lạnh đến run bần bật bẻ gãy một nhánh cây làm gậy trống gắng sức đi ra bên ngoài nàng vẫn còn chưa tìm ra được đàm đại tấn người của phủ tướng quân cũng sẽ không thể nào tìm kiếm anh ta trong trường hợp tuyệt vọng như vậy nếu như gá chết cũng chính là nàng phải chết đó là nhiệm vụ thất bại không có gì khác nhau hết chỉ hy vọng ma vương thiếu niên mạng cứng đừng để bị đám yêu vật lâu la giết chết cố gắng chống đỡ cho đến khi nàng tìm ra được gã chỉ trong một thời gian ngắn ngủi phủ tuyên vương liền biến thành nơi luyện ngục nhân gian đàm đại tấn đi ra khỏi phủ tuyên vương vẫn còn chưa tìm ra được diệp khiếu đột nhiên bị mấy thị vệ áo tím đẩy lại con người trong suốt của gã tối sầm đây nhưng không hề tránh thoát bọn thị vệ áo tím bắt được người sau đó đi về một hướng khác trên một chiếc kiệu sang trọng điều khắc chim chín đầu triệu vương sắc mặt cau có tóc tài hỗn loạn ngồi ở bên trong kiệu Triệu Vương tức đến muốn học máu, hầm hề với một người đàn ông áo trắng. Ngô Khanh, cái thằng con hoang đó chính là tù binh của Đại Chu. Người muốn hỏi gì, vậy thì hỏi đi. Người đàn ông áo trắng cầm quạt xếp, lại cười cười chắp tay. Cảm ơn Điện Hạ. Triệu Vương xua tay, cơn hoảng sợ của hắn vẫn còn chưa hết nếu như không phải là môn khách ngu khanh của anh ta phản ứng nhanh và kịp thời dẫn người bảo vệ che chở cho hắn ta rút lui vậy thì e rằng thực sự đã bị những con quái vật đó xuyên thủng đầu rồi y cũng không phải là tiêu lẫm với võ công xuất thần nhập hóa trong tình cảnh như vậy nếu như động tác chỉ chậm một chút tuyệt đối chạy không thoát mặc dù là như vậy y cũng đã bị tổn thất một đám thị vệ mới có thể chạy thoát thân được tổn thất này làm cho triệu vương đau lòng chịu đựng không được Chất tử điện hạ, tại hạ là ngu khanh, mạo muội mời chất tử đến là muốn hỏi ngài một số vấn đề. Đàm đại tấn thu lại thần sắc âm u và lạnh lùng, nhìn ngu khanh nói. Người hỏi xem. Ngu khanh cười khanh khách nói. Nếu như tại hạ đoán không sai, ông xích viêm này là đến từ Hoàng cung Chu Quốc của các ngài, có phải không? Đàm đại tấn hoang mang nói. Ta không biết tiên sinh đang nói gì Thiếu niên rũ mắt Giọng điệu nhẹ nhàng Khi sáu tuổi Ta đã tới đại hạ làm con tin Hôm nay cũng là lần đầu tiên trông thấy con quái vật đó Ngô Khanh quan sát kỹ người thiếu niên gầy gò Vậy thì tại hạ lại không rõ Tại sao chất tử lại chạy thoát ra khỏi phủ tuyên vương được vậy Ta vẫn luôn muốn trốn tránh sau đó ta đi theo gia quyến của Tống Đại Nhân chạy ra bên ngoài Ngô Khanh nhíu mày Trên mặt thiếu niên trước mặt Vẫn còn mang theo đầy sự sợ hãi Lời nói của gá không một chỗ nào lỗ hổng Vậy lẽ nào Vị chất tử Chu Quốc này thực sự là một kẻ vô dụng Không hề biết một chút gì Về những chuyện bẩn thỉu của Hoàng thất Chu Quốc sao Triệu vương đột nhiên đứng dậy Đá lên trên vai đàm đại tấn bà vai hắn đau đớn Rượu mời không uống Lại cứ thích uống rượu phạt Biết cái gì thì nói toàn bộ cho bồn vương Đừng có mà tưởng rằng bồn vương không biết chu quốc các người đang chuẩn bị khai chiến với đại hạ ta Ngươi đúng là cái thứ rác rưởi Bồn vương nghiền chết ngươi, Lại còn dễ hơn nghiền chết một con kiến Triệu vương nhấc chân lên Hùng hãn dẫm đạp vào các ngón tay trên nền đất của đàm đại tấn Triệu vương không biết võ công Nhưng thi hình và ngược đãi người khác Thì lại giỏi hơn bất cứ ai hắn ta dùng sức một chút các khớp xương của thiếu niên kêu lên răng rắc xương ngón tay thực sự đã bị hắn ta đạp vỡ ngô khanh nhướng mày nhưng không lên tiếng lúc này dù cho đàm đài tấn vẫn là vô tội nhưng mà triệu vương bị tổn thất nhiều như vậy thảm hại như vậy nhất định phải tìm một người để chút giận cả mặt của đàm đài tấn dán chặt dưới nền tuyết khoảnh khắc ngón tay của hắn bị triệu vương dẫm vỡ gã kêu lên một tiếng xương đen trong mắt dày đặc đàm đại tấn cầm hận cơ thể yếu ớt này của mình gã được sinh ra với máu thịt kỳ lạ tả vật sợ gã một giọt máu của gã có thể giết chết quái vật nhưng mà gã từ nhỏ không thể tập võ căn cốt cực kỳ kém ngay cả cái loại cặn bá như là triệu vương đánh không lại nếu như còn bên trong phủ tuyên vương gã chỉ động một ngón tay là có thể làm cho ông xích viêm giết chết cả đoàn đội triệu vương khiến cho triệu vương ruột nát bụng vỡ chết không được tử tế nhưng giờ phút này gã nhỏ bé yếu ớt không khác gì một con kiến giống như triệu vương đã nói triệu vương cần phải chút giận tưởng tượng đến những con quái vật đáng sợ kia là đến từ trung quốc y âm thầm nhìn thiếu niên dưới chân cười lên một tiếng quái dị thằng con hoang này còn là hoàng tử trung quốc đó nhưng mà chỉ xứng phủ phục dưới chân của mình mà thôi bồn vương thấy mấy năm qua chất từ sống cũng có vẻ khá tốt Hôm nay trong yến tiệc khí độ bất phàm. Bồn vương suýt một chút nữa thì không nhận ra ngươi đó. Chất tử là một kẻ quên tình cũ. Bồn vương lại không phải người như vậy. Triệu vương lại dạng hai chân ra, vé náo tròn lên. Chất tử muốn đi, vậy thì đơn giản. Bồn vương giúp ngươi tìm lại hồi ức một chút. Để ngươi nhớ lúc còn nhỏ, ngươi đã có dáng vẻ gì. Quỳ bò đi qua, bồn vương sẽ thả ngươi về phủ tướng quân còn bằng không y cười quỷ quyệt người chết trong phủ đệ của lục đệ đâu có liên quan gì đến bổn vương ngô khanh thở dài thương hại nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất đàm đại tấn lại mặt không một chút biểu cảm qua hồi lâu gã từ từ bò dậy triệu vương cười nói <cười> phải như thế chứ chất từ từ nhỏ lớn lên đều là người thức thời Ngươi cần phải nhớ cho rõ Trước kia không nghe lời Bà vú đó của ngươi đã phải hầu hạ đám thủ hạ của bồn vương Suýt một chút nữa thì mất đi nửa cái mạng đó Đàm đại tấn gục đầu xuống Đầu ngón tay trắng bệch Hai khối băng u ám bên trong mắt của gã đã bị dập tắt Những ký ức khiến cho người ta buồn nôn đó Lại bắt đầu không chịu nổi Mà hiện lên nổi trong đầu Giấy rụa, khóc lóc, van xin Cùng với những tiếng cười khả ố gá giống như là một bãi bùn lầy dưới đất hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn chúng làm điều ác không thể phản kháng được đàm đại tấn nhắm mắt lại đang định di chuyển đột nhiên có một quả cầu tuyết đập rất mạnh vào mặt của triệu vương tất cả mọi người sững sờ triệu vương bị đập chúng lùi về phía sau một bước trên mặt hắn dính một nắm tuyết vỡ sắc mặt của hắn khó coi âm thầm nhìn về phía người ném Đàm Đại Tấn cũng ngẩng đầu lên. Nơi cuối ánh sáng tuyết, có một cô gái cả người nhếch nhác, phẫn nộ như là sắp bốc cháy. Nàng chống nhánh cây, giống như là nắm thanh bảo kiếm sắc bén nhất ở trên thế gian này, không một chút nào e dè, nhìn thẳng vào mặt Triệu Vương, tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ rực. Triệu Vương Tô Tô nghiến rằng nói Ta chỉ cả tổ tông nhà người đó Hết chương. Chương 12. Nghĩ thoáng chút. Triệu vương từ nhỏ tới giờ chưa từng bị người ta đánh vào mặt bao giờ. Diệp tịch vũ, người dám đánh bổn vương. Tiểu thận nhận ra ngay nàng ấy là ai, cơ mặt phẫn nộ vặn vẹo. Tính cách của triệu vương tàn bạo thù dai, nếu như mà trước đó còn cảm thấy hơi có hứng thú về dung mạo của toto Tô -tô, thì giờ phút này chỉ còn lại cơn hận hắn hận không thể nào tra tấn nàng tới chết người dám đánh ta y muốn để cho một nhóm người chơi à phụ nữ không biết trời cao đất dày này cho chết người đâu ngô khanh đứng ngay bên cạnh cũng hết sức bất ngờ hắn đi theo triệu vương rất nhiều năm dĩ nhiên cũng biết được thân phận của toto Tô -tô hắn rất có hứng thú mà chứng kiến một tô tô ngăn chặn triệu vương lại ngoài mặt thì tỏ ra vẻ lo lắng và khuyên nhủ điện hạ bớt giận nàng ta là đức nữ duy nhất của diệp khiếu đó triệu vương rõ ràng đã sắp mất đi lý trí ánh mắt thâm độc hôm nay bồn vương muốn ả chết tô tô sợ y mới là lạ từ khi sinh ra đến nay tô tô từng sợ rất nhiều chuyện nàng sợ sự tang thương của chính đạo nhân gian Nàng sợ chảy nhỏ và người già chết đói Nàng sợ đồng môn tan tành mây khói Thứ duy nhất mà nàng không sợ Chính là cặn bã trên thế gian Nàng nghe rất rành mạch Triệu vương đã từng làm gì với đàm đại tẫn Cùng với bà vú của gã Lần đầu tiên nàng đã hiểu được Tại sao mỗi một người mang tà cốt Cuối cùng đều sẽ thành ma Nếu thần ở địa ngục Thiện lương cùng mềm yếu không thể nào bảo vệ cho bản thân Vậy thì mình hãy biến thành một lưỡi đau Có gì mà làm không được Đừng nói là đàm đài tấn Kể cả chính nàng nghe được những lời đó Nàng cũng muốn giết chết gái triệu vương kia ngay lập tức Tô tô mím chặt môi Cúi người xuống Đỡ đàm đài tấn đứng dậy Ngoài dự đoán Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên còn lạnh hơn so với nàng Con người của gái đen nhánh Nhìn thẳng vào mắt nàng Phản chiếu dáng vẻ của nàng khi nãy Hai mắt thiếu niên sâu thăm thẳm Không nhìn ra được cảm xúc Tô Tô chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi, không biết nên an ủi gã ra sao. Sau đó nhẹ nhàng phủ tuyết động ở trên người gã. Nàng nói nhỏ bên tai gã. Yên tâm đi, triệu vương không dám giết chết chúng ta đâu. Cha ta đang ngồi ngay đây thôi. Đàm đại Tấn vẫn nhìn thẳng vào nàng. Một lúc sau lại cục đôi mắt xuống. Ừ. Um. Giọng của gã vừa thấp vừa khàn. Tô Tô nghĩ là do gã bị làm nhục, cảm xúc không tốt nàng cười lạnh lùng với triệu vương tiêu thận ta gọi người một tiếng vương ra là để cho ngươi tự coi mình có thể tùy ý dẫm đạp lên người của diệp gia ta hay sao đừng có mà nói là ngươi dù rằng là tiêu lắm cũng đừng hòng có thể làm như vậy diệp gia ta trung quân ái quốc trung cũng không phải là hạng người như ngươi cha ta chinh chiến xa trường 20 năm không phải là để cho diệp gia chúng ta phải chịu đựng sỉ nhục của ngươi đàm đài tấn chính là phu quân của ta Người làm nhục huynh ấy chính là làm nhục ta Người vô cớ hạ nhục ta Còn không cho ta phản kháng hay sao Sắc mặt của triệu vương đen như đáy nổi Trong lòng ngu khanh Thì lại vui sướng khi kẻ khác gặp họa Hắn hò nhẹ một tiếng Đổ thêm dầu vào lửa Vương gia hãy nghĩ kỹ lại Chuyện ngày hôm nay Vốn chính là triệu vương ra tay trước Hơn nữa Diệp tam tiểu thư này dáng vẻ nhất nhác Người không biết lại còn tưởng rằng là do bọn họ làm nữa Bình quyền của hạ đại đều nằm trong tay Diệp Khiếu Ai mà không biết đại hạ hơn 10 năm yên ổn Hoàn toàn dựa vào Diệp Khiếu Nếu như đích nữ duy nhất xảy ra chuyện Diệp Khiếu nổi cơn phẫn nộ thực sự làm phản Tiêu thận muốn làm hoàng đế cũng không làm được Hoàng đế còn phải kiêng kỵ Diệp ra Tiêu thận hế thông minh một chút Liền có thể biết được Không thể động vào Diệp tịch vụ không thấy lục điện hạ tiêu lẫm tuy không ưa diệp tịch vụ chút nào nhưng mà từ trước tới nay gặp phải cô ta đều coi như không trông thấy đó sao ngô khanh thấy triệu vương vẫn không có nuốt trôi được cục tức này hạ thấp giọng nói vương gia dù là ngài muốn dạy cô ta một bài học thì cũng không thể nào công khai bên ngoài chúng ta tìm cơ hội khác vậy thì hơn triệu vương bị giữ chặt lý trí cuối cùng đã quay trở về y nặn ra một nụ cười Hiểu lầm mà thôi. Mặt bị đánh trúng bắt đầu đau nhức. Ánh mắt triệu vương u ám. Tô Tô nói. Dĩ nhiên là hiểu lầm. Lần sau người còn dám, sớm muộn gì, nàng cũng sẽ tìm ra một cơ hội quất cái con dây con đại vương, triệu vương này một trận. Nhìn Tô Tô cùng với đàm đài tấn đi rồi, triệu vương ôm cái mặt sưng đỏ, tức giận đạp chân vào cỗ kiệu. Diệp tịch vụ, bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bản thân Tô Tô cũng lại không chắc chắn. Thực ra thì nàng không chắc chắn Diệp Khiếu đã đi hay chưa. Người cha giải tiền Diệp Đại tướng quân này hàng năm chứng chiến bên ngoài, hiếm khi quan tâm tới con cái. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Khiếu dụng binh như thần, một cây trường thương múa rất uy mãnh Nhưng thay vì chú ý đến cô con gái mỏng manh thì ông lại tập trung vào đào tạo huấn luyện trưởng tử khí chất bất phàm hơn tô tô mang đàm đài tấn đi không xa liền nhìn thấy diệp khiếu mặt mũi rất khó coi nàng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm cũng may hổ độc không ăn thịt con diệp đại tướng quân lại không bỏ mặc nàng diệp khiếu cao mày tịch vụ con đi đâu phụ thân con bị một nhóm người đụng phải lại bị tách khỏi cha may mà trốn thoát được tô tô nói diệp khiếu nhìn nàng từ đầu tới chân trong lòng vẫn còn ngạc nhiên vì sự việc trong yến hội đích thực tịch vụ đã từng học kiếm thuật nhưng biểu hiện ngày hôm nay của nàng dù rằng là trưởng tử cũng lại còn kém xa nếu như không nhờ cô con gái nhỏ này chỉ sợ hôm nay ông ta đã táng thân trong phủ tuyên vương nhưng mà nơi này không phải là nơi để nói chuyện nghĩ đến những con quái vật bên trong đó diệp khiếu nói đi về trước đã trong lòng ông nặng chịu yêu vật hiện thế chỉ sợ đại hạ sẽ không ổn định trong hơn 10 năm tới Có lẽ sắp thay đổi rồi Xuân Đào nhìn thấy Tô Tô hốc mắt đỏ lên Tiểu thư, nô tì tưởng rằng nàng đã gặp chuyện gì Nô tì rất lo Tô Tô vừa buồn cười lại vừa cảm động Người yên tâm, tiểu thư nhà em phúc lớn mạng lớn Không thể nào dễ chết như vậy hỉ hỉ nghẹn ngào ôm lò sưởi và áo choàng đến phủ kín mít cho toto Tô toto Tô. Tô Tô trông thực sự rất thảm bàn tay trắng nón của nàng đều là những vết xước nhìn thấy mà giật mình bàn náy chỉ lo chạy trốn không hề thấy đau lạnh đến nỗi không còn cảm giác giờ được ấm áp mới thấy rất là đau đớn toàn thân ấm áp nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều đàm đại tấn ở một góc rất lặng lẽ từ lúc rời khỏi triệu vương Gã vẫn rất lặng lẽ như vậy. Thiếu niên không còn ngụy trang dáng vẻ nhu nhược và đáng thương hại như trước, đường nét gương mặt lạnh cứng như băng, giống như tuyết mùa đông giữa tháng 12 bên ngoài trời. Không biết trong lòng gã là nhục nhã nhiều hơn hay là căm hận nhiều hơn. Tô Tô nhìn vào tay Đàm Đại tấn. sừng ngón tay của gã bị triệu Vương dẫm gãy, thõng xuống, bầm đen sưng tím. Nhân vật lớn long trời lở đất vào tương lai. Lúc này chỉ có thể chìm nổi chịu đựng toàn bộ đau khổ nơi nhân gian. Tô Tô cầm ghét những việc gã làm trong tương lai, nhưng mà nghĩ đến người phụ nữ điên trong lãnh cung, tâm tình khó tránh khỏi lại cảm thấy phức tạp. Nàng lại niệm thanh tâm chú trong lòng, để mình không được đồng tình với gã, không được nghĩ đến những chuyện không hay mà gã đã gặp phải. Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, Tô Tô đột nhiên ý thức được một vấn đề, mà Vương giúp cũng đã thức tỉnh như thế nào? từ kính quá khứ không thể nào nhìn được tiền căn hậu quả vậy thì đàm đài tấn là bị người ta giết chết hay là gã bị chết một cách ngoài ý muốn sẽ không vì nghĩ quẩn trong lòng mà không muốn sống nữa đó chứ khả năng cuối cùng nhìn nửa gò má âm u của thiếu niên tô tô cảm thấy rất khó chịu trong lòng trên mặt đàm đại tấn không lộ ra vẻ đau đớn nó trông rất chết lặng gã lạnh lùng nghĩ sở dĩ diệp tịch vụ giúp gã nhất định là vì cảm thấy gã là mất mặt diệp ra nàng chống kết xuân tầm dù rằng thế nào cũng phải giữ lại tính mạng cho gã gã chờ diệp tịch vụ tính sổ với gã giống như trước kia chế diệu gã là kẻ vô dụng rác rưởi đúng như gã dự đoán quả nhiên thiếu nữ cuối người đến gần nhưng nàng không hề mắng gã ngược lại do dự cười miếng ngọc bên hồng xuống đeo lên cho gã Cây này cho ngươi Triệu vương thấy nó Thì sẽ kiêng dày một chút Đây chính là vật do hoàng đế ngự tứ Vào năm mà Diệp Tam Tiểu Thư được sinh ra Khi đó Diệp Đại Tướng Quân vẫn còn ở xa trường Diệp Tam Tiểu Thư vừa sinh ra Thì đã mất đi mẫu thân Hoàng đế thấy nàng rất đáng thương Cho nên đã ban cho nàng khối ngọc này Đó cũng tượng trưng cho thân phận Tô Tô nói Dù rằng Triệu vương có âm độc như thế nào mấy chục năm sau cũng chỉ là một nắm cát vàng mà thôi. nói không chừng mạng hắn kém, sống còn không được tới lúc đó. hiện tại người không có làm được gì, nhưng người nhất định phải sống lâu hơn y, sống thật lâu vào. quá khứ sẽ chỉ là quá khứ, sự tồn tại của một người phải luôn luôn hướng về phía trước. nàng an ủi gã, hy vọng đảm đại tấn dù cho có gặp phải chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút. gã luận quẩn trong lòng chúng sinh tam giới đều sẽ rơi vào luyện ngục Đàm đái tẫn mím chặt môi ngay khoảnh khắc mà tô tô dựa tới gần theo bản năng cơ thể của gã rất căng thẳng muốn né xa nàng hương thơm của thiếu nữ lan tỏa bên trong xe ngựa làm cho người ta không có chỗ trốn ngón tay của gã vô tình đụng phải khối ngọc trơn nhẵn đó không phân biệt rõ là ấm hay là lạnh từ góc độ của đàm đài tấn nhìn qua trên mặt thiếu nữ lấm lem mái tóc bùng ra dối bời rơi xuống bị tuyết tan làm cho ướt nhẹp nàng lau mặt một cách qua quýt trên tay đều là những vết thương bởi vì mu bàn tay trắng nón vết thương nhuộm máu trông lại càng ghê rợn tại sao nàng bị thương như vậy đàm đại tấn biết rõ hơn ai khác Gái nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của nàng trong lòng không ngừng chế nhạo quá ngu xuẩn người ngu xuẩn như vậy không hổ lại là gặp may vẫn còn đường sống sót trở về gã muốn giống như trước đây bày ra dáng vẻ thân thiện đáng thương nói những câu mang ơn đối với nàng đó là sự trường mà gã am hiểu nhất nhưng ngày hôm nay môi gã mấp máy ánh mắt vẫn lạnh lùng lạnh tới thấu xương đàm đại tấn tự bỏ nhắm mắt lại ngừng nhìn nàng tô tô nghỉ ngơi hai ngày cuối cùng đã lấy lại được nguyên khí đàm đại tấn vẫn bị nhốt bên trong đông uyển thời tiết lại càng lạnh tô tô cho người mang thêm hai cái chăn cho gá chỉ chờ nhị công tử cùng với tam công tử một lần nữa ra khỏi phủ thì trần tướng sẽ được sáng tỏ nghĩ tới đôi tay đó của gã nàng ép bản thân không đi mời đại phu tới điều trị cho gã lập trường khác nhau không thể nào có thêm lòng chắc ẩn điều này không khác gì nuôi một nô lệ mà kệ tàn hay là không tàn chỉ cần còn sống vậy là được Thì thoảng trong lòng tô tô cũng cảm thấy khó chịu nhưng chỉ cần nghĩ đến những linh vị đó nghĩ đến những thi thể chất thành núi kéo dài mái không dứt cả người nàng bình thường trở lại tô tô lo lắng ngày đó mình chém giết ông xích viêm sẽ làm cho diệp khiếu nghi ngờ vì vậy đang nghĩ sẵn câu trả lời trong đầu rồi chờ diệp khiếu gọi nàng qua hỏi chuyện ai mà biết được diệp khiếu căn bản không quay về phủ hai ngày này đều ở bên ngoài tình hình trong phù khẩn trương một cách khó hiểu một bầu không khí sợ hãi bao phủ hoàng thành đại hạ khi ăn sáng vào buổi sáng đỗ di nương nói hai ngày qua tướng quân không về phủ quái vật kia thực sự lợi hại như lời đồn đang lan truyền bên ngoài sao diệp lam âm nói di nương hỏi ta muội muội không phải là ta muội muội chứng kiến rồi sao nàng ta liếc nhìn sang tô tô sắc mặt không tốt vẫn còn tức giận chuyện hồi môn của mình bị mất chỗ. Tô Tô gật đầu. Lợi hại lắm. Vì vậy, trong thời gian này, mọi người đừng đi ra ngoài. Đỗ Di Nương nói. Ta nghe nói, thứ kia đến từ Chu Quốc. Chu Quốc nuôi những con vật đó. Vậy có phải là muốn... Muốn khai chiến. Mười mấy năm trước, Chu Quốc thảm bại, đưa hoàng tử Đàm Đại Tấn tới làm con tin. Chu quốc hiện giờ nay đã khác xưa, nghỉ ngơi lấy sức, bình hùng tướng mạnh, lương thực phong phú, mà đại hạ băng tuyết bao trùm. Chu quốc vốn luôn giống như là hổ rình mồi với đại hạ. Chu quốc đột nhiên tấn công biên cảnh không phải là không có khả năng. Những lời này của Đỗ Di Nương làm cho mọi người lại sầu lo. Nếu như thực sự có chiến trận, đàn ông Diệp Gia sẽ là người đầu tiên phải lên chiến trường. Lão phu nhân không vui, cắt ngang Đỗ Di Nương. Nội trạch, không cho phép ăn nói lung tung dù sao thì vẫn còn chưa khai chiến không thể nào để cho lòng người hoang mang được trong tình huống cục diện tế nhị như vậy ảnh hưởng trực tiếp nhất là những lời đồn đại trong phủ về đàm đại tấn vào buổi chiều xuân đào nuôn nóng nói tiểu thư những hạ nhân kia nói chất tử là tai tinh lại còn nói nếu như chu quốc khai chiến với đại hạ tướng quân sẽ là người đầu tiên chém đầu chất tử Điều này là thật sao? Xuân Đào lo lắng là thật. Trong mắt của nàng, chất tử là phu quân của tiểu thư. Nàng lại sợ chuyện như vậy xảy tới. Tô Tô đang viết, liền ngừng tay lại. Lần đầu tiên nàng lĩnh ngộ ra được, con người muốn yên ổn sống cũng rất khó. Ngay cả người không hiểu chiến tranh nhân gian giống như Tô Tô cũng biết. Hai nước khai chiến, đàm đài tấn chắc chắn sẽ trở thành đối tượng công kích của mọi người. Với Trung Quốc, gã là một đứa con trai bị bỏ rơi hơn 10 năm đối với đại hạ gã là một tù binh không còn tôn nghiêm nếu như nàng không nghĩ ra được biện pháp nào đó để cứu lấy gã vậy thì trước khi gã xảy ra chuyện cần phải tìm mọi cách để rút ra được tà cốt trong người gã hết chương hết tập 4 mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại